Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Văn Hanh và Tuấn Đệ lại có dịp để có thể là ca một bài câu hát quan họ tặng cả nhà. Và hôm nay với câu hát Có Hay Trăng Tá. Đây là một trong những làn điệu sáng tác của cụ Nguyễn Đức Xôi, một trong những người thầy dạy quan họ đầu tiên. Bài hát này được cụ sáng tác đối với câu hát Cây Kiêu Bổng, và một trong những làn điệu hiếm hoi mang âm hưởng loại hình hát chầu cái này.